cao mới của Murad, thương hiệu đặc trị da hàng đầu Hoa Kỳ. Ứng dụng công nghệ lọc sắc tố độc quyền NH13 giúp giảm nám và đốm đau hiệu quả, mang lại làn da trắng hồng rạng rỡ và khỏe mạnh chỉ trong 7 ngày. Phương Trang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình truyền hình thực tế Bác sĩ của mọi nhà. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ 40 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụm từ retinol được nhắc đến nhiều trong thành phần chăm sóc da, nhưng ít ai hiểu rõ về retinol. Vậy retinol là gì? Nó có trong những loại quả hay dưỡng chất nào? Có thể nói retinol mang lại cho cơ thể loại vitamin A cần thiết, cung cấp cho làn da một sự tái tạo hiệu quả, đồng thời bảo vệ làn da tránh khỏi những ảnh hưởng từ môi trường sống xung quanh. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ mang đến một làn da mượt mà, và khi cơ thể có đủ hàm lượng retinol, thì cơ thể sẽ có một nền tảng bảo vệ hiệu quả, tránh được sự lão hóa sớm, giảm nếp nhăn, tạo sức đàn hồi tốt cho làn da, đồng thời tăng sức đề kháng. Nhưng làm sao để hiểu rõ hơn về công nghệ retinol, làm sao để sử dụng an toàn retinol? Tất cả sẽ có trong chương trình truyền hình thực tế về sức khỏe, Bác sĩ của mọi nhà. Xin chào các bạn, hôm nay lại quay trở lại với chương trình Bác sĩ của mọi nhà. Và đây là bạn Lê Thúy Hằng, giám đốc chuyên môn của Trà My hệ thống phân phối cao cấp của Murad ở tại Hà Nội. Trong quá trình tìm hiểu những cái sản phẩm tốt nhất sử dụng cho khách hàng của mình thì mình đã tin tưởng sản phẩm retinol. Chị cho em hỏi là trong cái dòng sản phẩm này thì nó phù hợp dùng với những cái tình trạng da, ví dụ như là nám nhiều, tàn nhang, và những cái độ tuổi nào thì sử dụng được phù hợp ạ? Hiện nay trên thị trường và trên thế giới, cái retinol được nhắc đến như là một cái giải pháp cho rất nhiều vấn đề da khác nhau. Bởi vì cái điểm đặc trưng của nó là nó cải thiện về mặt da nhanh lắm. Ngoài cái retinol như những cái sản phẩm khác trên thị trường hiện sử dụng nhưng với nồng độ cao hơn, là nó cho phép một cái sự tái tạo da mới hoàn toàn. Nó tái tạo nghĩa là cái bề mặt da của mình, những tế bào đang già cỗi, đang yếu ớt, thì nó lại cho phép là tái cấu trúc những tế bào lại, thả một cái sức sống mới vào những cái tế bào đó. Cho nên ngay lập tức những tế bào bên trên khi được thẩm thấu cái retinol đó vào thì nó sẽ tự động nó trẻ trở lại. Đương nhiên nó không thể trẻ hết 100%, nhưng nó lại được tiếp theo hai cái loại retinol khác hoạt động cùng một lúc. Cái tiếp theo, cái loại thứ hai gọi là retinol nang nén. Nếu như bạn sử dụng cái sản phẩm này, bạn sẽ thấy là bạn mới thoa lên thì nó có hiệu quả, nhưng mà không phải nó chỉ hiệu quả ngay lúc đó, mà nó liên tục, cái nang nén của Murad á, là nó hoạt động tới 8 tiếng. 8 tiếng đồng hồ sau nó vẫn tiếp tục phóng thích retinol vào trong da. Nghĩa là khi bạn thoa lên một lần, đảm bảo trong 8 tiếng đồng hồ tiếp tục làn da chúng ta vẫn được tái cấu trúc bởi retinol. Thế thì trong cái sản phẩm thế hệ mới retinol này của Murad á, nó có cái chức năng retinol thứ ba, một cái loại retinol thứ ba gọi là retinol booster. Có nghĩa là thúc đẩy sức hấp thụ của cái bề mặt da mình. Và nhờ như vậy, khi thoa lên da là ngay lập tức các tế bào nó hấp thụ, nó thúc đẩy cái sự hấp thụ hoàn toàn. Và hấp thụ hoàn toàn những cái retinol rồi thì nó tái cấu trúc ngay lập tức. Mà sau đó nó còn tái cấu trúc liên tục tới 8 tiếng. Thì hỏi bạn như vậy, chắc chắn là làn da chúng ta đã thay đổi rồi, đúng không ạ? Và điều đó nó chỉ diễn ra đối với những làn da bị lão hóa do nội tiết thôi. Cho nên thì nếu phụ nữ chúng ta mà đang ở trong độ tuổi này thì rõ ràng cái thế hệ retinol mới này nó là một cái giải pháp gần như trọn vẹn. Dạ, em cũng đang sử dụng cái sản phẩm này, và chị cho em hỏi luôn là em dùng cả sáng cả tối có được không ạ? Nếu như hiện nay làn da bạn đang rất là sáng, bạn cảm thấy là bạn không cần thêm một công dụng nào ngoài công dụng trẻ, thì bạn chỉ cần dùng Retinol Youth Renewal Serum này cả sáng lẫn tối ở bước số 2 để giúp điều trị vào sâu bên trong da. Là một số những khách hàng chúng ta là sẽ có thêm vấn đề sạm da nữa, thì bạn sẽ cần thêm một cái sản phẩm khác, cũng là một cái rất là đặc biệt, cũng nằm trong thế hệ mới của Murad luôn. Đó là sản phẩm giúp điều chỉnh tông màu, hay là hiện nay bạn có thể nghe nó với cái tên là công nghệ lọc sắc tố mới của Murad á. Chỉ cần cái serum này ở cả buổi sáng lẫn buổi tối để đảm bảo quá trình tái cấu trúc cho da mình được đạt ở cái mức độ cao nhất. Có một khách hàng 42 tuổi thì chị cũng bị nám và tàn nhang cả đồi mồi nữa rất là nhiều, thì em cũng chị cũng dùng cả viên uống của Murad.
cái dòng sản phẩm retinol này mới ra thì theo chị là em tư vấn để cho chị dùng thêm có được không ạ? Có dùng thêm được hay không thì câu trả lời ngay là chắc chắn là sẽ được. Tuy nhiên mỗi làn da thì có một cái ẩn số riêng biệt, và như về cái hệ thống chuyên môn thì Hằng cũng biết rồi đó, mình điều trị da cho khách hàng sẽ theo 5 giai đoạn. Nếu khách hàng đang ở giai đoạn 1 thì sẽ đi tiến đến giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là giai đoạn phục hồi, và cái retinol này chúng ta sẽ bắt đầu kê toa từ giai đoạn 3. Có nghĩa là giai đoạn bắt đầu điều trị thì chúng ta sẽ bắt đầu điều trị. Và khi điều trị cho khách hàng thì chúng ta cũng đi theo cái ưu tiên của vấn đề. Nếu như khách hàng đang còn hóa chất, dứt khoát sẽ chưa xài được. Nếu khách hàng đang ở giai đoạn phục hồi cũng chưa dùng được. Nhưng nếu khách hàng đang có mụn, đang có nám thì chúng ta sẽ phải ưu tiên giải quyết hai vấn đề hữu hình đó trước. Vậy nếu như nám và mụn đã giảm xuống rồi, vậy thì retinol dứt khoát sẽ là sự chọn lựa tiếp theo. Thì ví dụ những cái lứa tuổi mà ít hơn thì có sử dụng được không ạ? Trong chuyên môn Hằng cũng biết rồi, lão hóa có 4 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là lão hóa trên bề mặt do thiếu độ ẩm. Lão hóa trên bề mặt do thiếu độ ẩm thì độ tuổi nào chúng ta cũng có thể gặp phải. Cấp độ thứ hai gọi là lão hóa sớm. Lão hóa sớm là những người chưa tới 40, có thể trên 20 rồi. Nhưng mà đối với một số người thì cái lượng nội tiết người ta sụt giảm sớm hơn mức cho phép. Nếu như tính theo độ tuổi trung bình thì ở 28 tuổi chúng ta bắt đầu bị sụt giảm lượng nội tiết tố. Nhưng vì lý do nào đó mà có một số người sẽ bị sụt giảm sớm hơn. Và đó cũng là đối tượng chính mà rất cần sản phẩm này. Bởi vì tất cả những cái loại lão hóa do nội tiết gây ra thì đây là giải pháp. Em có khách hàng đang mang bầu thì cũng thay đổi nội tiết rất là nhiều. Thì làn da trên mặt thì cũng sạm đi, thì có thể sử dụng cái sản phẩm này không ạ? Thứ nhất là tất cả những sản phẩm thoa đều không ảnh hưởng gì tới làn da em bé hết. Bởi vì những sản phẩm thoa chỉ thấm được trên tầng thượng bì thôi. Và nó còn chưa thấm được tới cái lớp tế bào đáy. Cho nên khi nó chưa vào tế bào đáy, nghĩa là chưa tiếp xúc với máu, thì hoàn toàn không thể nào đi vào trong da được. Cho nên về nguyên lý khoa học thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến em bé cả. Vấn đề tiếp theo là tất cả sản phẩm Murad thì không ảnh hưởng gì đến em bé cả. Ngoại trừ đang có thai, đang cho con bú thì sẽ không được uống cái viên uống mụn thôi. Còn tất cả những sản phẩm khác của Murad đều mang đến hiệu quả tốt hơn cho người mẹ trong giai đoạn mang thai và cho con bú. Cho nên về mức độ an toàn thì là 100%. Chân thành cảm ơn những chia sẻ, những cái thông tin hữu ích của chuyên gia Murad vừa chia sẻ về tất cả những cái dòng sản phẩm mới. Cụm từ retinol chúng ta được nghe nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết retinol bao gồm những thành phần nào và tác dụng của nó như thế nào đối với sức khỏe của con người, cũng như retinol sẽ có mặt trong những loại thức ăn, nước uống hay là thực phẩm nào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Vân Trang xin được giới thiệu hai vị khách mời rất là đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là chuyên gia Daisy Dung, giám đốc chuyên môn Murad Việt Nam. Và một vị khách mời nữa đó chính là tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, nguyên phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác sĩ, thì với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là retinol. Thật sự cái cụm từ này thì mình nghe cũng khá là nhiều rồi, nhưng Vân Trang vẫn không biết retinol là gì ạ. Thực tế retinol nó rất là quen thuộc. Nếu như chúng ta thường bổ sung những cái chất vitamin hàng ngày mà chúng ta thường dùng thực phẩm đó, thì chúng ta biết rằng ngoài trong thực phẩm chúng ta nó cung cấp những cái chất năng lượng và một số vitamin và muối khoáng cần thiết cho cơ thể. Thì trong đó có một loại vitamin mà chúng ta biết rằng nếu chúng ta thiếu á, thì nó gây rất nhiều cái bệnh lý cho cơ thể chúng ta. Hàng năm á, thì cứ đúng ngày tháng 6 thì chúng ta thường dẫn các bé hoặc là tháng 12 đến trạm y tế để uống cái viên thuốc gì mà. Đó là vitamin. Đúng rồi. Vậy thì chắc là nói tới đây chắc vị khán giả nói vậy thì retinol chính là vitamin A đúng không? Nó vừa đúng mà nó cũng vừa là không đúng. Nó đúng là bởi vì thực chất retinol và vitamin A nó cũng tương tự nhau gần như 90%. Nhưng mà cũng không đúng là bởi vì hai cái này nó có những cái tính chất nó hơi khác một tí. Rất nhiều bác sĩ thường khuyên chúng ta là phải bổ sung đầy đủ vitamin A, là bởi vì vitamin A nó đóng rất nhiều cái vai trò quan trọng trong cơ thể. Nhưng mà nó cũng có một số cái bất lợi vitamin A là gì? Thứ nhất là bản chất vitamin A thì nó tan trong dầu. Một cái thứ hai là gì ạ? Đó là vitamin A khi nó vào cơ thể mà nếu quá liều thì chúng ta sẽ bị ngộ độc. Có thể là ngộ độc cấp tính hay là ngộ độc mãn tính, là bởi vì nó là bản chất của nó là chất dầu. Thì retinol nó ngược lại, nó sẽ hóa giải được những cái bất lợi của vitamin A. Có nghĩa là gì? Thứ nhất, bản chất retinol thì nó cũng là tan trong dầu, nhưng đôi khi vào trong cơ thể thì có thể nó vẫn hấp thu được bằng cách một phần nó tan được trong nước. Cái thứ hai là vì nó là một chất, nó là tiền vitamin A.
có nghĩa là nó là tìm ra, thành ra khi vào trong cơ thể của chúng ta đó thì bản chất cái retinol đó, thì khi dư thừa nó hầu như nó không gây ngộ độc trong cơ thể, thì đó là cái mà chúng ta cần phải chú ý. Theo lời bác sĩ Nhân thì em thấy là vitamin A có tác dụng rất là lớn lên trên cái làn da của mình, đúng không chị Dung? Dạ, thì em rất là thắc mắc, không biết là một cái cơ thể bình thường thì sẽ có những cái biểu hiện như thế nào trên bề mặt da cho thấy là mình đang thiếu vitamin A hay là thiếu retinol? Retinol nó một cách cụ thể hơn, ứng dụng trong cái công nghệ mà để đưa lên bên ngoài da đó, thì người ta dùng nó với cái chức năng chính yếu, chủ yếu nhất là để thúc đẩy cơ chế tái tạo ngay lại tế bào. Ví dụ như chưa có đến 40 nhưng nếp nhăn đã xuất hiện bên trên. Rồi ví dụ như trên bề mặt da có nhiều khu vực lỗ chân lông bị giãn nở to, mà cụ thể mình thấy nhiều nhất là hai bên cái cánh mũi, đúng không ạ? Trong khi có thể da mình có dầu hoặc không có dầu, hoặc trước đây đã từng bị mụn nhưng mà bây giờ nó vẫn bị rất là nhiều. Rồi ví dụ như là cái bề mặt da mình nó sậm màu lắm. Mặc dù mình đã dùng nhiều phương pháp, mình có nuôi dưỡng rồi nhưng mà nó vẫn sậm màu. Nhìn cái khí sắc nó không có tươi sáng, nhìn cái vẻ bề mặt da nó bị mờ, bị xỉn đi. Thì đó là những lúc mà chúng ta đang rất cần retinol. Em có một thắc mắc là không biết retinol thì ngoài những cái giống như chị nói là những cái thuốc, những cái serum để mình bôi đúng không ạ? Để tái tạo cho da, thì không biết là retinol có mặt trong những cái thực phẩm nào trong đời sống của mình để mình có thể dung nạp vào cơ thể hay không? Nó sẽ tập trung nhiều ở một số là thực phẩm. Thứ nhất người ta nhận thấy rằng á, là nó có nhiều trong các sản phẩm động vật nhiều hơn thực vật. Thứ hai đó là trong động vật á, thì nó lại tồn tại, kể cả thực vật nhé, là vitamin A nó thường tồn tại dưới dạng là có màu. Ví dụ như là màu đỏ, màu cam, màu vàng hay là màu xanh đậm. Tuy nhiên khi chúng ta dùng vậy chúng ta cứ chú ý nè, thường thịt đỏ nó cũng có những cái nhược điểm. Ví dụ thịt đỏ so với thịt trắng á, thì nó nhiều mỡ hơn, nó nhiều cholesterol hơn. Còn trong các loại rau quả và trái cây đó, thì những cái loại rau quả là có màu xanh đậm này, có màu đỏ này, màu cam này, màu vàng này, thì nó cũng chứa nhiều vitamin A hơn. Còn retinol thì thông thường thực tế đó, thì nó lại có nhiều ở trong các sản phẩm thực vật hơn là động vật. Đấy, nếu chúng ta dùng thực vật thì chứa nhiều hơn. Tuy nhiên người ta cũng nhận thấy rằng các loại vitamin có trong thực vật á, thì thông thường á, là nó khó tiêu hóa và nó khó hấp thu hơn các loại vitamin có trong động vật. Là sở dĩ ngày nay á, ngành y tế cũng như các thầy thuốc đó, người ta thường khuyến cáo là chúng ta nên bổ sung các loại vitamin, là bởi vì nó cần trong đời sống. Và một cái quan trọng nữa là thông thường trong các loại thực phẩm chúng ta là trong cái từ lúc chúng ta thu hoạch đến khi chúng ta chế biến, đúng không nào, cho khi chúng ta bảo quản vân vân, thì cái lượng vitamin bị hao hụt khá là nhiều. Vậy em có một câu hỏi là không biết mình có cái cách nào để có thể giúp retinol có thể phát huy được hết cái hiệu quả tối đa của mình, ít nhất là trên bề mặt da của mình đó. Thì hệ thống sản phẩm Murad đã ứng dụng công nghệ retinol, chứ không phải chỉ đơn thuần, đơn lẻ retinol nữa, mà là công nghệ retinol gọi là Tri-Active Retinol. Tri-Active Retinol có nghĩa là retinol nó tới 3 chức năng và nó hoạt động như một cái hình tam giác đồng loạt đi vào da. Thì bản thân cái retinol thứ nhất trong cái công nghệ đó, nó khi đi vào trong da là chức năng của nó sẽ giúp tái tạo rồi. Nhưng như thế cũng chưa đủ, mà nó còn cái loại retinol thứ hai giúp thúc đẩy cái công dụng đó nữa. Có nghĩa là thay vì nó hoạt động nó đã nhanh hơn bình thường gấp 3, gấp 4 lần, thì bây giờ cái tốc độ nó còn nhanh hơn nữa và thẩm thấu cao hơn nữa. Và đồng thời cái retinol loại thứ ba trong cái công nghệ này là nó cho phép tăng cái hiệu quả lên gấp 4, gấp 5 lần so với bình thường. Thì điều này là bởi vì cái nhu cầu mình mong đợi rằng cái làn da mình sẽ thực sự thay đổi, thì chúng ta rất là cần cái công dụng này. Bởi vì quan trọng là làn da mình có thẩm thấu được không? Phải thẩm thấu vô rồi nó có đạt hiệu quả không nữa. Rồi đạt hiệu quả rồi, đạt hiệu quả bao lâu, bao nhiêu, thì tất cả những cái điểm đó, những cái nhu cầu đó đều được giải quyết với công nghệ retinol thế hệ mới của Murad. Trong chương trình ngày hôm nay thì Vân Trang đã lựa chọn ra được một câu hỏi thắc mắc của quý vị khán giả để nhờ hai vị khách mời của chúng ta giải đáp. Câu hỏi của anh dành cho chương trình như thế này. Chào chương trình truyền hình thực tế, bác sĩ của mọi nhà. Tôi tên là Tuấn Vũ, năm nay 40 tuổi, hiện sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của tôi là giám đốc công ty sản xuất giấy. Vì vậy phải tiếp xúc với nhiều bụi và ở trong môi trường với nhiều tiếng ồn từ máy móc. Dạo gần đây thì tôi cảm thấy cơ thể mình rất là mệt mỏi, hay chóng mặt, đau đầu. Đi khám bác sĩ thì bảo là nên hạn chế công việc. Không biết là cơ thể của tôi đang thiếu chất gì và tôi nên bổ sung ra sao? Vậy thì đầu tiên mình thấy rằng có lẽ đó là do cái công việc của anh. Với cái vị trí và công việc của anh như vậy đó, thì hàng ngày anh sẽ có rất nhiều cái áp lực.
Như vậy thì rõ ràng nó làm cho anh mệt mỏi lúc nào, rồi thậm chí bỏ ăn, bỏ ngủ, rồi mất ngủ nữa. Vậy thì đầu tiên xin khuyên anh một điều là đơn giản thôi, anh xem lại cái công việc của mình. Cái thứ hai anh coi là giấc ngủ của anh đó, anh có ngủ đủ giấc một ngày không, đặc biệt là ngủ sâu. Giống như kỳ trước thì Daisy Dung đã từng trao đổi với quý vị rằng là giấc ngủ sâu thì cực kỳ quan trọng cho sức khỏe về mặt cơ thể cũng như tinh thần. Tiếp theo đó đó thì anh cũng phải coi là về mặt dinh dưỡng đó, mình có đủ hay không, tức là mình có bỏ bữa hay không, và trong những bữa ăn đó đó mình ăn có ngon miệng hay không, và đặc biệt là ăn cho đủ chất, tức là đủ không những về mặt năng lượng mà nó đủ về cả những cái chất bồi dưỡng cơ thể, đó là vitamin và khoáng chất. Song song vấn đề đó đó thì anh chú ý là phải cung cấp cho cơ thể anh đó, là một cái lượng máu đến các tế bào trong cơ thể nó phải đầy đủ, đặc biệt là nuôi sống tế bào não, đúng không, bằng cách nghỉ ngơi và vận động. Bởi vì khi anh vận động á, ví dụ một ngày khoảng 60 phút thì nó mới tạo điều kiện cho máu á, nó đến nuôi dưỡng toàn bộ các tế bào, đặc biệt là tế bào não. Tức là một ngày chúng ta có 24 giờ đồng hồ thì anh phải chia các thời gian đó ra thành những gói nhỏ để đảm bảo cho việc nào là việc nước, việc nào là việc nhà và việc nào là việc dành cho bản thân của mình. Trước tiên tôi nghĩ là anh cần phải đi khám sức khỏe đã. Bởi vì với một số biểu hiện này thì cũng có thể là vì áp lực và cái mật độ công việc nhiều quá thì có thể có một số vấn đề về sức khỏe xảy ra thì sao? Cho nên là sắp xếp thời gian để đi khám về mặt sức khỏe, và nếu được anh Vũ nên có thể đến một trong những cái cơ sở hoặc trung tâm của Murad để được khám về cái da. Bởi vì làn da của mình nó lại thể hiện sức khỏe ở bên trong. Thì khi kiểm tra về da, thứ nhất giải quyết được luôn cho vấn đề thẩm mỹ da của anh. Bởi vì rõ ràng nếu anh mệt mỏi, anh cảm thấy anh không có thoải mái như thế này thì tôi chắc được rằng làn da của anh sẽ không được tươi sáng. Và đương nhiên rõ ràng là rất có thể hiện nay cơ thể và làn da anh đang thiếu retinol đấy. Nhưng đó không phải là một yếu tố, mà ngoài ra sẽ còn rất nhiều yếu tố khác, đúng không ạ? Cho nên hãy kiểm tra đi anh ạ. Kiểm tra để biết chính xác sức khỏe của da và sức khỏe của cơ thể. Sau đó chúng ta sẽ có một cái phác đồ chi tiết hơn anh Vũ nhé. Và cũng xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian chia sẻ hết tâm tư tình cảm của mình dành cho vị khán giả may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, Trang hy vọng là với những thông tin chia sẻ vừa rồi thì chúng ta đã phần nào hiểu rõ hơn về tác dụng của retinol đối với cơ thể của chúng ta, để chúng ta có thể lựa chọn ra phương pháp bảo vệ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bản thân mình cũng như là cả gia đình của mình. Và hy vọng quý vị và các bạn sẽ đừng quên khung giờ phát sóng rất quen thuộc của chương trình, đó chính là 9 giờ 40 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn cũng có thể gửi thắc mắc của mình về cho chương trình theo hộp thư thoại chương trình Bác sĩ của mọi nhà @gmail.com, hay có thể gọi điện thoại về hotline 1900 63 345, hay số hotline 0888123246. Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về tình trạng bệnh lý của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Là giải pháp trị nám đỉnh cao mới của Murad, thương hiệu đặc trị da hàng đầu Hoa Kỳ. Ứng dụng công nghệ lọc sắc tố độc quyền NH13 giúp giảm nám và đốm nâu hiệu quả, mang lại làn da trắng hồng rạng rỡ và khỏe mạnh chỉ trong 7 ngày.